Hôm nay tôi sẽ ghi hình một ông bác là chuyên gia câu cá, là cần thủ của Bắc Giang. Đây, hôm nay bác câu ở giữa cánh đồng. Giữa một cánh đồng có một con mương, con kênh thoát nước của khu đồng lúa rất là đẹp. Đấy, xa xa phía bên kia là đường quốc lộ 1A, và bên đó thì là công nghiệp hết rồi, chỉ có bên này là còn mấy chục hecta lúa và có một cái mương. Thì bác đã chọn một cái lõng chỗ này. Bác là một cần thủ cấp thành phố Bắc Giang, một năm thì có 365 ngày, thì bác trừ những ngày nắng, ngày mưa và những ngày bận điên cỗ thì hôm nào bác phải đi câu một lúc, câu để thư giãn đâu. Người ta vẫn hay ví là đi buôn bán cái gì thì người ta cũng bảo là như là đi câu. Thế nhưng mà bác mà đã đi câu, đã chọn lõng, đã thả mồi là cá cắn. Mà cá đã cắn thì nhất cần là được, đủ to hay là đủ bé. Hôm nay tôi ghi hình nha, tôi để đây độ khoảng 30 phút xem kết quả bác câu sẽ như thế nào. Các bạn sẽ xem nhá. Nước như thế này là để xác định cái lúc nào cá nó cắn vào lưỡi câu là cũng tương đối khó, nhưng với kinh nghiệm của bác thì chắc chắn bác sẽ câu được. Đợi một lát nha các bạn, đợi một lát xem bác câu như thế nào nhé.